Nam Mô A Di Đà Phật. Trước tiên con cũng xin thay mặt gia đình con cúc là hôm nay thầy chủ trì có đi họp đột xuất tại Huế, cho nên là thầy chủ trì không về kịp được, thì con cũng xin đại diện thầy chủ trì. Trước tiên thì thật sự là con rất là xúc động. Con và em chú cũng là quen nhau trên Facebook, là với nhau khoảng 30 năm rồi. Thì thật sự bà con mình có biết gia đình cô Cúc không? Là một gia đình luôn luôn hỗ trợ tất cả các chương trình mà con kêu gọi trên Facebook. Con tài bất cứ một cái gì mà khi con chia sẻ là gia đình cô đều gửi về để giúp cho bà con mình khó khăn ở đây. Thì trước tiên hôm nay chia sẻ cho bà con là những phần quà, thì con có biết nói gì hơn. Trước tiên con xin mặt bà con gửi lời tri ân và cảm ơn đến gia đình cô Cúc. Bà con cũng xin kính chúc gia đình cô luôn luôn mạnh mẽ, làm ăn gặp nhiều may mắn để đem lại nhiều tình thương đến với bà con. Thật sự thì đôi lúc con thấy cuộc sống mình thật là rất là có duyên, như con có gia đình cô không quen biết gì hết, nhưng mà được sự tin tưởng của gia đình cô luôn luôn gửi những phần quà rồi những tình cảm để con cũng nhiều năm bà báo rồi lo cho bà con ở đây. Thì con cũng mong cô và gia đình có sức khỏe. Hồi nãy cô vừa đến đây thì cô ngồi rất là mềm, con rất là xúc động. Con không biết mong nói sao hết, con cũng nguyện cầu ông Tam Bảo, chư Phật và chư Bồ Tát gia hộ cho cô cùng gia đình luôn luôn sức khỏe. Trước tiên là cũng cảm ơn để cho mình có một sự hỗ trợ cho nhau đó, để có giúp những bà con còn đang cần gặp khó khăn. Chứ nếu mà bản thân của gia đình thì cũng không có biết. Trước tiên thì cảm ơn mình. Dạ cũng đây để xin chúc bà con nhiều sức khỏe. Dạ nếu mà có cơ hội thì gia đình sẽ theo những cái mình hỗ trợ để mình giúp đỡ bà con. Dạ xin cảm ơn bà con. Dạ con cảm ơn cô. Chương trình để nhận những phần quà thì bà con mình nhất tâm tâm niệm Phật thật hồi hướng công đức đến gia đình cô được mạnh khỏe hạnh phúc, làm ăn luôn luôn gặp nhiều may mắn, để có nhiều nhân duyên tiếp tục đến chùa thăm bà con nhiều nhiều. Nam mô A Di Đà Phật. Yeah.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô. Nhìn thấy bình minh lên, hương thơm ngào ngạt đến, gió nhẹ cánh sen lay. Sáng sớm ta thức dậy, ngàn ánh hồng ban mai, từng đài sen hương ngọc mọc giữa cơn sông dài. Trong mơ giấc mộng hóa thành sen, đời dù trong dù đục vẫn hồn nhiên tỏa nhiên. Ta thấy lòng an nhiên, mọi sầu đau khổ hận nhờ tiếng kinh cô kệ làm phơi tan muộn phiền. Thức dậy vẫn thấy trời bao la, hít vào tâm tĩnh lặng, thở ra tâm hiền hòa. Mỗi sáng ta thức dậy chào đón niềm an vui, tâm sen Phật tỏa ngát, lòng thành cảm ơn đời.
dù đục vẫn hồn nhiên tỏa hồn nhiên. Ta thấy lòng an nhiên mọi sầu đau khổ hận, nhờ tiếng kinh câu kệ làm phơi tan muộn phiền. Sáng sớm ta thức dậy vẫn thấy trời bao la, hít vào tâm tĩnh lặng, thở ra tâm hiền hòa. Mỗi sớm ta thức dậy chào đón niềm an vui.